Thời gian qua, việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường học, nhất là trường mầm non tư thục là vấn đề được các ngành liên quan tại quận Hải Châu hết sức chú trọng. Cùng với tuyên truyền hướng dẫn, thì việc kiểm tra giám sát, đảm bảo an toàn thực phẩm tại những cơ sở này luôn là vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Đây là lớp mầm non độc lập 5 hạt đậu tại phường Hòa Cường Bắc. Tại đây hiện có 70 trẻ, từ 12 tháng đến 5 tuổi. Nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho trẻ trong từng bữa ăn là hết sức quan trọng. Trong buổi kiểm tra mới đây, Phòng Y tế quận Hải Châu đã đề nghị đơn vị rà soát, tuân thủ chặt chẽ quy trình, đồng thời đầu tư đôn đốc cho bếp ăn đạt yêu cầu. Khi mà nấu xong thì các cô sẽ phân chia đồ ăn ra cho các lớp và tiến hành lưu mẫu. Ví dụ như buổi sáng mà 7 giờ sáng nay mình lưu mẫu thì qua 7 giờ sáng sau thì mình sẽ hủy cái mẫu lưu của sáng hôm nay. Buổi trưa cũng như vậy và buổi xế chiều ban em cũng thực hiện lưu mẫu như vậy luôn. Trong đợt kiểm tra vừa qua, Phòng Y tế quận Hải Châu vừa phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm tại 27 nhóm trẻ có số lượng từ 30 cháu trở lên. Qua kiểm tra, nhiều bất cập đã được lưu ý khắc phục, nhất là về nguồn gốc và đường đi của thực phẩm vào bếp ăn. Về đầu tư hạ tầng, bếp phục vụ tại các nhóm trẻ, đoàn cũng tiến hành giám sát mẫu thực phẩm bằng bộ test nhanh thực phẩm. Trong trường hợp cần thiết thì lấy mẫu giám sát xét nghiệm labo theo quy định. Đối với các nhóm trẻ này, chúng tôi lo lắng nhất đó là cái vấn đề truy xuất nguồn gốc nguyên liệu đầu vào. Và đặc biệt là qua kiểm tra cái đợt này thì chúng tôi có giám sát lấy mẫu thì cũng đã phát hiện cũng những cái lỗi cần phải khắc phục trong cái quá trình mà tiếp nhận nguyên liệu để đảm bảo cái vấn đề chỉ tiêu về mặt vi sinh đối với cái nhóm trẻ có cái số lượng trẻ lớn. Có những cái đơn vị thì cho các con cháu nhà mình sử dụng các thực phẩm organic rất là tốt, nhưng có những cái nhà trường thì vẫn có những sự đầu tư mua cái hàng hóa ở bên ngoài mặc dù có nguồn gốc xuất xứ, nhưng mà trong cái thời điểm hiện nay thì cái nguồn gốc xuất xứ mình có thể là chưa chứng minh được hết, nên là qua cái công tác kiểm tra thì họ sẽ có cái sự quan tâm nhiều hơn. Nhưng mà khi không có kiểm tra của các đoàn hoặc là giám sát của chúng tôi thì cái vấn đề mà cái thực phẩm mà đầu vào thì cần phải quan tâm nhiều hơn. Hiện nay việc kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm tại các trường mầm non được quận Hải Châu phân cấp cụ thể, qua đó giúp kịp thời nhắc nhở, khắc phục các tồn tại cũng như tuyên truyền nâng cao nhận thức đảm bảo an toàn thực phẩm cho trẻ.